Quay trở lại với thách thức 21 ngày cùng Yobo của chúng ta. Hôm nay Anna sẽ chia sẻ với các bạn sự thật phía bên trong cái chế độ dinh dưỡng này là gì, những gì mà bạn sẽ đạt được sau khi mà bạn kết thúc. Sự thực nó là bạn sẽ đạt được cái gì. Nó không đơn giản chỉ là bạn thêm một bữa ăn, chế một bữa ăn từ những thực phẩm tươi sống thay cho bữa ăn chế biến đâu. Mà chính cái chế độ này này, bạn cần nhớ một điều đầu tiên là bạn được an toàn ở trong cái chế độ dinh dưỡng như thế này. Và cái điều này là vô cùng quan trọng, bởi vì chúng ta được an toàn nghĩa là sao? Chúng ta sẽ không cần phải dùng đến thuốc, chúng ta sẽ không cần phải gặp bác sĩ, chúng ta sẽ không cần phải mất nhiều thời gian, và chúng ta được bảo vệ bởi chính những cái loại thực phẩm mà chúng ta sử dụng. Đây là một phần cực kỳ quan trọng. Các bạn sau 21 ngày là các bạn đã hình thành một cái thói quen rồi. Và nói thật rằng là con người của chúng ta vô cùng thân thiện với những cái loại danh mục thực phẩm thuộc về những cái danh mục mà Anna đã cung cấp trong cái thách thức 21 ngày này. Thân thiện đến mức độ mà khi kết thúc 21 ngày này, bạn khó lòng mà có thể bỏ chúng ra khỏi cái thực đơn của bạn. Và chính cái sự thực mà mong muốn bạn đạt được chính là bạn đạt được cái thói quen để bạn được bảo vệ. Không chỉ bạn mà còn gia đình bạn, còn con, còn cha mẹ bạn, ông bà bạn, vợ chồng bạn đều được bảo vệ. Điều số 2, sự thật số 2, nó cần thời gian. Khó lòng mà có thể khẳng định là chỉ sau 1 tuần, chỉ sau 2 tuần tự nhiên tôi trở thành một con người khác, tự nhiên tôi trở thành một cái gì đó vô cùng khỏe khoắn, hoặc là tôi như là tôi đổi mới lột xác hoàn toàn, thì điều đấy là không thể. Chúng ta cần thời gian. Đều đối với những cái biện pháp đến từ thiên nhiên thì chúng ta không thể yêu cầu là nó quá nhanh được. Nhưng có một điều mà bạn sẽ cảm thấy rằng là nó thay đổi rõ rệt, đó chính là cái vòng bụng của bạn, đó chính là cái cân nặng của bạn. Thì cái đấy là nếu bạn có dư để mà mất đi thì nó sẽ rất là nhanh. Tức là bạn đang dư cân và bạn muốn làm cho nó mất đi, nó sẽ rất là nhanh. Nhưng nếu như mà bạn muốn build up lên, tức là bạn đang là một người gầy ốm và bạn muốn thay đổi chế độ ăn như thế nào đấy để bạn có thể tròn trịa hơn, trông mình có thể tràn đầy căng tràn sức sống hơn, thì nó lại càng mất nhiều thời gian hơn. Nó cũng tùy thuộc vào bạn là cái điểm xuất phát của bạn bây giờ là như thế nào. Và chính bởi vì là mình cần thời gian cho nên có một sự thực thứ hai, bạn cần phải đối xử nhẹ nhàng với cơ thể của mình, cũng đừng có gò ép nó quá, cũng đừng có kỳ vọng là mình sẽ thấy một kết quả quá là xuất sắc ngay và luôn. Mặc dù có những rất là nhiều khách hàng đã theo cái phương pháp của Yobo, phương pháp detox, phương pháp giảm cân của Yobo, họ có kết quả chỉ sau 3 ngày. Nhưng cái thách thức 21 ngày này lại là một cái thách thức để mình thay đổi một cái thói quen, thay đổi một cái thói quen dinh dưỡng. Cho nên rằng là Anna không có đặt nặng cái vấn đề là bạn sẽ tăng cân hay giảm cân, mà sau 90 ngày bạn không chỉ bạn mà tất cả những người thân xung quanh bạn sẽ bắt đầu cảm nhận và nhìn thấy rõ nét sự thay đổi của bạn. Và sau hàng năm thì bạn hoàn toàn trở thành một con người mới rồi. Bạn hãy so bạn với chính bạn thôi. Tức là lúc đó bạn hãy đi họp lớp này, bạn sẽ thấy rằng là sự khác biệt, khoảng cách được kéo giãn từ bạn cho đến những cái đứa bạn mà trước đây có thể là bạn như Anna. Trước đây Anna là người già nhất lớp. Nếu như có bạn đại học, bạn cấp 3 của Anna đang xem clip này thì chắc chắn là họ sẽ đồng tình với Anna về cái điều đó. Anna giống như là một cây chuối hột. Có một bạn nam đã nói như thế. Mình sau bây giờ mình xem lại ảnh mình thấy mình xinh. Nhưng mà thời đó, cái thời mà còn đi học ấy, thì mọi người rất là bé nhỏ. Tại vì Anna lại học khoa học, Anna học sinh học từ năm cấp 3 cơ. Ở đấy thì toàn những người chăm học và những người hình như những con mọt sách, thì nó không có cái vóc dáng giống như Anna, mà bạn nào cũng nhỏ nhỏ và rất là gầy ốm. Thế thì sau khoảng hơn 10 năm gặp lại, bây giờ cũng phải 14 năm rồi đấy, gặp lại thì thực sự thì mình thấy rằng là mình lại là thuộc cái nhóm trẻ nhất lớp. Thế thì tất cả mọi bạn bè của Anna thì đều nhìn thấy cái điều đó. Và chắc chắn rằng là bạn sẽ thấy cái sự thay đổi của bạn rõ nét qua những lần họp lớp nhé. Điều thứ 3, khi bạn theo cái phương pháp này, trong 21 ngày này thì bạn sẽ có 3 ngày bạn sẽ detox. Detox là gì? Thực chất là gì? Là ngưng đưa vào người những cái chất độc một chút. Bằng cách là gì? Cứ mỗi tuần bạn sẽ có một ngày là bạn sẽ chỉ ăn toàn phần là rau củ quả thôi. Tức là bình thường là một ngày bạn chỉ thay một bữa, bây giờ là sẽ có 3 ngày bạn sẽ thay toàn phần, nhưng bạn tách ra thành 3 tuần. Và phải nói rằng là cái detox đó, cái sự thật trong khi detox là nó không nhẹ nhàng chút nào. Nó gây sự khó chịu. Cái cảm giác thèm của bạn sẽ là thèm cái vị mặn của đồ nấu. Rất là kỳ cục, mọi người sẽ nghĩ là mình sẽ thèm đường, mình sẽ thèm thịt cá, nhưng mà không, mình sẽ thèm chính cái vị mặn của nó. Và đấy chính là cái cảm giác, cái cảm xúc mà bạn phải vượt qua được. Và khi bạn kết thúc cái buổi tối của cái ngày detox, sáng hôm sau bạn sẽ cảm thấy bạn giống như là một con người mới vậy. Tức là tự nhiên mình cảm thấy mình không còn dính mắc với thức ăn. Và cái ngày, cái buổi sáng ngay sau khi bạn detox thì hãy giúp Anna là mình hãy ăn một bữa
mình hãy ăn một bữa đồ tươi sống. À, chứ đừng có ăn ngay một bữa lớn là bữa đồ chế biến vào thì nó sẽ phá vỡ hoàn toàn cái công trình mà bạn đã gây dựng là bạn đang muốn làm sạch cơ thể. À, vậy trong cái chế độ mà dinh dưỡng trong thách thức 21 ngày của chúng ta có 3 sự thật đó và bạn cần phải ghi nhớ. Và bạn hãy nhớ rằng là Anna đã thành công khi mà áp dụng cái phương pháp ăn như thế này. Anna có diện mạo thay đổi và rất nhiều khách hàng của Yobo cũng áp dụng những phương pháp ăn như thế này và họ duy trì được kết quả, ví dụ giảm cân nếu có, tăng cân nếu có, trong quá trình rất là dài. Anna thành công, bạn sẽ thành công, tất cả chúng ta sẽ cần thành công và chúng ta sẽ cùng nhau tạo ra một cộng đồng khỏe, đẹp, hoàn toàn bằng dinh dưỡng tự nhiên. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.